Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Ca đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm lại trò chơi người chặn kêu phần 2 nha. Trên Slack. Thì nếu các bạn thích thì các bạn nhớ để lại like, subscribe. Và nếu các bạn có thắc mắc gì đấy thì các bạn nhớ nhận xét ở phần mô tả ở dưới video để mà mình đáp lại nha. Giờ bắt đầu nào. Thì bọn chú thì chúng ta để lập trình cho nhân vật di chuyển. Đây là trước chúng ta để lập trình cho nhân vật cầm khiên quay lại à. Xong rồi lập cho cái kiếm nó bay từ xung quanh, rồi lúc mà nó đâm trúng lem mạng nó, xong rồi khi mà cái kiếm nó trúng cái khiên ấy thì nó sẽ đứng trên đó luôn. Rồi nên là giờ hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp, đó chính là làm cái gì ta, hiệu ứng cho người chơi nó sống động hay hơn. Và sẽ làm một cái về đó chính là trang điểm, đó chính là điểm của người ta. Thì đầu tiên mình thêm sao nha, mà bật cái này mình ghi star. Đây các bạn lấy star ra đây đúng không, rồi các bạn thu nhỏ nó cỡ là 72, cỡ xem mà nó to bằng gần bằng cái đây, gần bằng cái người này đấy, to xem gần bằng cái người mình nhân vật chính đấy. Chúng ta sẽ lập trình cho nó cũng giống như cái kiếm này, nó sẽ bay từ bên bốn bên và sẽ chạm vô người đó. Nhưng nó chỉ khác một việc là nếu mà nó chạm vô người mình đây thì mình sẽ được tăng cấp đôi số điểm, tăng cấp đôi số điểm là tăng 2 điểm. Mỗi lần mà mình chặn cái kiếm lại thì nó chỉ là 1 điểm, còn xem nó vô ấy, vô người mình là 2 điểm. Còn nếu nó chạm xuống khiên ấy thì nó sẽ biến mất, chạm trúng xong rồi nó đuôi lại và nó biến mất, không có điểm như vậy. Rồi chúng ta sẽ lập sao ngôi sao một cách dễ dàng. Nó cũng giống như cây kiếm thôi, nó chúng ta chỉ cần copy đỡ qua đấy. Đây nếu mà chạm nhân vật chính là mạng chưa một, nhưng không, mình sẽ tạo ra một cái biến, đó chính là điểm Skull, đúng rồi. Các bạn thì cho nó là dành cho tất cả đối tượng. Và mình sẽ bật tiếng Việt lên để cho các bạn hiểu nha. Đây. Đây, giờ nếu nó chạm vô nhân vật chính ấy, nó sẽ thay đổi điểm là 1, điểm là 2 chứ. Và nó sẽ đây hiệu ứng trúng dao. Nên là mình nghĩ là các bạn không cần, vì cái kiếm nó phập vô thì nó sẽ mạnh, nó bị giật. Rồi cái ngôi sao nó vô hầu là nó bình thường lắm, nó vô trong người xong rồi nó biến mất như vậy. Đây giờ tiếp theo chúng ta sẽ coi khi mà nó không có lập lại cho đến khi đang chạm vô kia xong ấy, thì nó chạm vô kia rồi nó sẽ lui lại là nó biến mất. Rồi các bạn đặt cái này, thay đổi cái này nha. Rồi các bạn tạo ra một cái biến nữa, thì các bạn còn nhớ cái thuật toán đó, gì ta, làm ra cái hiệu ứng chạy nhanh xong rồi chậm 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 lại xong rồi dừng kỳ dễ. Rồi mình sẽ cứ ra coi hiệu ứng chuyển động đây. Rồi lúc đó mình sẽ hơi mẹ nó chạm vào khiên ở đấy thì mình sẽ đỡ đặt hiệu ứng chuyển động của nó là 5, là cho nó lặp lại cho đến khi nha, dục cái này đây, lặp lại cho đến khi mà gì ta, cái đó nó nhỏ, cái biến hiệu ứng chuyển động nó nhỏ hơn không. Và chúng ta sẽ làm lại bữa sao, nó sẽ mình sẽ cho nó là lùi lại,
di chuyển. Rồi đây cho nó di chuyển âm là mình chỉ đỡ hiệu ứng chuyển động vô hiệu không trừ cho hiệu ứng chuyển động thì nó sẽ lui, xong là lúc đó mình thêm một cái khối lợi là thay đổi hiệu ứng chuyển động một lượng là thì âm 0,3 0,4 cái này không được. À, làm xong đợi cho nó miễn sao cho nó giảm giảm bớt lại đi để lúc đó giảm lại còn 4,8 hay là nó sẽ lui lại cỡ 4,8 thôi chứ không phải 5 nữa nên nó sẽ lui chậm lại đấy kiểu vậy các bạn thấy chưa âm 0,3 nó làm vậy xong lâu nó biến mất cho nó lặp lại tiếp lặp lại 20 lần lặp lại 10 lần là nó biến mất. Để chúng ta chỉ cần thay đổi hiệu ứng gì ta hiệu ứng độ bóng ma là 20 đúng không, vậy là 100 chia 10 là bằng 10 đấy. Đấy kiểu vậy. Rồi các bạn có thể để ở đây cho nó thay đổi nhanh luôn. Và mình nghĩ nó cũng không có đẹp cho lắm đâu. Nên là các bạn cũng có thể đặt theo cách này cho nó ok. Rồi. Để đi nha. Đấy kiểu vậy. Và làm nhưng mà lúc muốn làm cho nó sống động thì mà lúc nó chạm vô khiên ấy nó sẽ phát sáng lên xong rồi nó biến mất nên chúng ta chỉ đợi như thế này cho nó trong lúc nó đang lặp lại cho đến khi mà hiệu ứng chuyển động nhỏ hơn không ấy là mình trước khi mà nó làm vậy ấy thì mình chỉ đợi theo cái khối lệnh là độ sáng là nó bằng 100 lặp lại cho đến khi hiệu ứng chuyển động bằng nhỏ hơn không là mình chỉ cần cho nó thay đổi hiệu ứng gì ta ha đây rồi thay thay đổi hiệu ứng độ sáng là âm 17 đồng mình nha âm 7 âm âm 5 ơi đồng minh thử đấy các bạn thấy chưa rồi giờ làm được vậy rồi tiếp theo là cái kiếm tiếp theo là tới lượt cái kiếm để nó sẽ coi thì các bạn nếu mà các bạn muốn cái ngôi sao nó có hiệu ứng giống như cái kiếm ấy thì các bạn làm đi nó không sao đâu. Và cái ngôi sao và còn nữa các bạn phải nhớ là phải đặt cho cái hai độ thời gian bắn của hai đây nó làm nha cho nếu mà hai cái mà nó chạy cùng lúc hầu là nó không làm cho người ta bó lối đấy làm cho người ta hơi bó lối nên là các bạn đợi đợi cỡ 1 đến 2 giây không đợi đây là chạy lâu nên là chỉ đợi từ chỉ là 5 tới 7 giây còn cái hiệu ứng này đấy còn cái hiệu ứng cái kiếm ấy thì nó sẽ coi mình đặt đây cho 10 là cái kiếm thì nó sẽ đặt cho cửa lại lập lấy ngẫu nhiên từ 1 cho đến 2 đấy các bạn nhìn nha. Đấy. Thấy kiểu vậy. Rồi giờ các bạn đã hiểu chưa? Rồi giờ tiếp theo là mình muốn làm cho nó khó khó dần lên đấy, đợi mày cho nó có một men gì nhất à. Nên là chúng ta sẽ làm cho nó khó dần lên bằng cách rồi mình làm đặt cái thời gian à. Độ khó đây
thời gian chưa, thời gian độ khó. Rồi mình đặt thêm một lại phải ghi thời gian độ khó, bởi vì mình chỉ mọi lúc này nó tăng thời gian lên đấy thì nó sẽ chạy nhanh hơn, nên mình mới đặt vậy. Đây mình để cho phong nơ nó lập lập đi, thì khi đóng là có màu xanh thì đặt đặt hiệu ứng gì ta, đây hiệu ứng thời gian độ khó là không, và chúng ta sẽ cho nó lập lập lại liên tục. Để coi thử các bạn muốn thì các bạn cho nó đợi 1 giây, hoặc đợi ngẫu nhiên ấy, đợi mà nó tăng độ khó mấy cỡ bao nhiêu, cho vậy nó tăng độ khó từng giây thôi là nó khó lắm nha. Từ 4 cho đến 8 cho đến được 16 12 12 chưa, đúng rồi. Rồi giờ tiếp theo chúng ta sẽ cho nó làm gì ta, lúc này nó đợi xong ấy thì chúng ta sẽ cho nó thay đổi hiệu ứng chuyển động một lượng là mấy, hiệu ứng độ khó một lượng là 0,2, nó khó lắm, không biết ai có qua được. Nó là mình đỡ 0,3 và mình không đỡ thêm 3, bởi vì thêm 3 mình định giảm, chúng ta chỉ định giảm kia cộng giảm cái thời gian này lại, mà tự nhiên thêm 3 cho lúc đó nó chạy có 1 giây à, nó là nó trừ cho nó trừ cho nữa nha, trừ cho mấy ta, trừ cho thời gian độ khó đây, giờ cái kiếm cũng vậy, trừ cho thời gian độ khó nữa. Rồi ok, thì chúng ta sẽ xem thử nha. Đời ơi, đời chung nè. Đây nó tăng độ khó lên xong rồi nó chạy nhanh thêm. Kiểu vậy. Coi, hay là các bạn muốn thì các bạn có thể làm độ nhanh của nó. Nếu đặt độ nhanh của nó lần đầu là 5 đi. Xong rồi các bạn sẽ ghi là 5 cộng cho độ khó. 5 cộng cho độ khó chia 2. Chơi làm gì khó lắm. Tập cho độ, các bạn muốn nó khó vậy thì bỏ cái chữ hai đi, đợi chỉ đợi cái thời gian độ khó thôi, còn cái này là theo kiểu cơ bản nó là nó sẽ đợi vậy. Đó, ok, còn cái ngôi sao vẫn vậy nha. Thì nó ở nơi vị trí này, vị trí x này à, thì nó hơi bị gì đó đúng không? Để mình nha, nó bị lệch cái phần này, để mình chút nha. Đây là ok rồi, giờ giờ chúng ta để xong cái cho nào đấy, các bạn thì xem thử nha. Rồi dần là nó gió khó lên nhưng mà nó chưa có tăng tăng điểm à, chạm vô chưa tăng điểm, mình tắt mấy cái gì ta, tắt mấy cái biến mà không còn thiết rồi, mình đợi cái điểm ở đây. Rồi và khi nhấn vào màu xanh thì lấy có màu xanh thì đặt cái điểm là không, ngôi sao mới đây bắt đầu rồi. Ok và tiếp theo chúng ta cho đây cộng 2 đúng không, cái kiếm ấy, còn cái kiếm thì đã chỉ là coi thay đổi mạng là một lượng âm 1, nhưng mà nếu mà nó không, nó mới bị chặn lại thì nó sẽ thay đổi điểm một lượng là 1. Ok, được rồi đấy. Rồi giờ chúng ta chỉ làm thêm cái mạng cho nó luôn, thì cái hình mạng nó có 3 mạng đúng không, thì nó sẽ tạo ra mỗi cái hình
cho nó phong phú hơn, nên mình sẽ làm một trái tim. Chúng này bạn có thể tải những cái hình xuống giống như kiểu vậy à, câu địch đây, mình đợi dây đây, sau đó mình thay đổi màu nó đi. Chúng đây thay đổi màu nó là cỡ sao ta, cỡ màu gì đó các bạn muốn coi. Rồi chúng đây nên đỡ cái màu này nè, đấy bật cái câu ít đi. Xong rồi các bạn cho thêm cái viên nữa được chứ, các bạn muốn hay không thì tùy các bạn. Thôi khỏi đi, khỏi nha. Rồi giờ nào các bạn copy cái này đẹp hơn thì các bạn copy này, các bạn đỡ sang trái chút cho nó sang trái chút nha, sang trái. Ok rồi các bạn đặt cho cái màu nó là màu đậm lại, rồi cho nó xuống thấp lại ơi. Đấy các bạn thấy chưa, đấy các bạn thấy chưa, các bạn chỉnh cái đây lại đi. Ok được rồi đấy. Giờ mình sẽ cầm đây mình thu nhỏ lại, chúng ta thu nhỏ lại kích cỡ vừa thôi. No đấy, mình đợi chỗ này coi thử, mình được cỡ 210 và đây sẽ là coi 156 đúng không. Ok khi nhóm vào sự kiện, khi bấm vào lá cờ màu xanh ấy thì đi tới điểm ít là 210 về ơi là 156, và cho nó lặp lại mãi là lặp lại 3 lần, lặp lại không có lặp lại 3 lần, không lặp lại 3 lần là tại bản sao của bản thân tôi, và xong rồi cho nó xóa bản sao này, nó cứ vậy á, nó không có tắt đúng không. Và mình cũng cho nó ẩn cái góc nha, ẩn cái góc đi. Và đặt khi tôi bắt đầu một bản sao thì cho nó hiện lên đây, lặp lại 3 lần, lặp lại cỡ sao ta, rồi đây lặp lại mạng, thì nếu nó có 3 mạng thì nó sẽ lặp lại 3 lần rồi tại bản sao của bản thân tôi. Vậy đây nó sẽ có 3 nhân bản hình ra tim hiện cho cái hình gì ta, hình mạng của mình. Và nó dây đúng không, giờ chúng ta muốn cho nó sang qua sang trái qua ấy, chúng ta tại bản sao của bản thân tôi, chúng ta tính tọa độ ở cỡ 160 đấy, 170 đi. Rồi cờ dây ấy, dây nó cách dây đúng không, lấy 210 trừ cho 170 đấy. Bằng 40 vậy cho nó thay đổi rồi ít là âm 1. No. Âm 40 chứ. Đợi cho nó tạo ra cái hình nó. Ui. Hơi dài. Đặt khoảng độ mà lột. Thay đổi khoảng độ một lượng là âm 40 nha. Wow, sẽ nó nhiều thế. Xóa biển sao này ha, cho nó làm vậy xong rồi mình cho nó thông báo là đầu phép tin là shop reset à, mình đỡ phép tin reset ở dưới, xong rồi mình sẽ lập trên cái thông báo. Khi mà nhận được cái thông báo reset thì nó sẽ là đầu ta xóa biển sao này, và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ làm như thế này là lúc nó làm xong ấy mà nó vẫn chưa đặt tọa độ lại từ đầu ấy là nó sẽ bị dây. Chúng ta sẽ copy cái bản tọa độ đây, phép tin reset à, rồi đi tới điểm lúc này lại kiểu vậy. Mà thấy nó cứ vậy đúng không, thấy nó cứ hiện lên ẩn
Thế là bật vô khói của tôi, tàn một khói, họ gọi là khói ấy, gì ta, khói á, tạo tạo hình trái tim, tạo hình mạng. Các bạn nhắn ok rồi, nó chỉ lặp lại mãi tạo hình mạng thôi. Chúng ta bật cái định nghĩa tạo hình mạng. Và chúng ta nhớ là chỉnh sửa nó bật là chạy mà không làm mới màn hình. Wow. Cho nó lặp lại mã tài bản sao của bản thân tôi. Phải đi reset. Ấn đây đi. Hay là nếu mà nó cứ ẩn vậy thì còn một cách nữa là ra tài bản sao nha, thay đổi phong độ 140 âm 40 rồi đặt cái là mạng xây, đặt mạng xây là mạng, mạng xây là mạng, đợi cho đến khi coi đây, đợi cho đến khi mà mạng mạng nó không bằng, không phải mạng nó bằng mạng xây, mạng xây thì nó thì lặp lại cái đó đấy, đơn giản thôi, là phép đi xét đấy. Thôi vậy để cho nó lặp lại, cho lặp lại số mạng. Đó là chúng ta khỏi cần cái biến này thì được mà. Đây. Chụp cái biến này đi. Chết rồi. Ok. Rồi đây. Là lúc bị trúng đạn thì nó sẽ bị vậy. Rồi vậy á. Ok, vậy là chúng ta đã xong cái này rồi đúng không? Thì giờ nếu các bạn hay thích video này đấy thì các bạn nhớ nhấn một like, một like, một subscribe. Và các bạn nhớ nhớ đăng ký ở dưới phần mô tả nha. Rồi, các bạn nhớ gì ta nhận xét ở dưới phần mô tả rồi mới là mình đáp ứng yêu cầu của các bạn nha. Để xin chào bạn và bye bye. Đấy. Like, bye bye. Sắp tắt.